bần cùng hạ tiện có 5 nguyên nhân, thì giàu sang tôn quý cũng có 5 nguyên nhân. 1. Nguyên nhân thứ nhất là bố thí cúng dường rộng khắp, ban phát ân huệ cho muôn loài. Đồng thời, đối với người nào cũng bố thí với tâm từ bi bao la rộng lớn. 2. Là cung kính cha mẹ, sư trưởng. Chúng ta không được nói những lời phụ bạc như: cha tôi sanh tôi ra làm gì, tôi căm ghét ông ấy. Cũng không được mắng chửi, trách móc cha mẹ: tại sao tôi lại phải sinh ra trong cái gia đình này, thật là khốn nạn mà. Ngoài ra, chúng ta cũng không nên có lòng hờn oán hoặc bất mãn đối với những bậc thầy của mình, như nói: ông thầy này thật quá đáng, ông cấm đoán tôi đủ thứ, chẳng còn cái gì gọi là tự do cả. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nghe theo ổng, thật là bất công. Trước mặt thầy thì răm rắp cúi đầu đảnh lễ, nhưng thầy vừa quay lưng là liền nói xấu, chê trách đủ điều. Như thế gọi là bất kính với thầy cô, sư trưởng, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến quý vị sẽ không được sanh trưởng trong một gia đình dòng dõi tôn quý. Quý vị nói thử xem, có nghiêm trọng hay không hả? Vì vậy, quý vị chớ nên xét nét xem ông sư phụ này là tốt hay không tốt, rồi lại xầm xì nhỏ to bàn tán. Bởi hễ nói ra, tức là quý vị đã phạm tội rồi, và sau này tất sẽ không được sanh vào nơi cao sang quyền quý. Vậy nhân duyên thứ hai dẫn tới quả báo được sanh vào gia đình tôn quý là biết cung kính cha mẹ và cung kính sư trưởng. 3. Là cung kính lễ bái tam bảo. Ở trên có nói là do không cung kính tam bảo, không lễ bái tam bảo nên phải sanh vào hàng hạ tiện. Bây giờ nếu biết cung kính tam bảo, lễ bái tam bảo và cung kính hết thảy các bậc trưởng lão thì sẽ được sanh vào hàng tôn quý. 4. Là nhẫn nhục, hòa nhã, khiêm tốn, không sân hận. Nếu bị ai mắng chửi thì quý vị nên tươi tỉnh, bình thản và cần phải nhẫn nại, chớ phiền não gì cả. Còn nếu quý vị bị người ta đánh đập thì quý vị lại càng phải nhẫn nhục hơn nữa. Quý vị cần phải tu hành nhẫn nhục, không nên nuôi lòng sân hận và cũng đừng nổi nóng. Do đó, muốn đạt được quả báo tốt cũng không phải là chuyện dễ. 5. Nguyên nhân thứ 5 là gì? Đó là nghe nhiều kinh luật, thường xuyên nghe kinh, nghe pháp, siêng năng học tập giới luật. Do 5 nguyên nhân trên mà được sanh làm người thuộc hàng tôn quý, vừa có tiền lại vừa có thế lực. Nếu quý vị hội đủ cả 5 nhân tố này thì càng tốt. Còn nếu chỉ có được một nhân tố thôi thì cũng khỏi phải sanh vào gia đình bần cùng hạ tiện. Nói tóm lại, người ta sở dĩ được giàu sang phú quý là nhờ phước báo do sự tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, chứ không phải là đơn thuần nổi trong một đời này mà thôi đâu. Không phải trải qua nỗi khổ nơi 3 đường ác nữa. Như vậy, người nào hội đủ 5 nhân duyên kể trên thì sẽ được trực tiếp sanh vào gia đình tôn quý và cũng thoát khỏi bao nỗi thống khổ trong 3 ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh.